Đó, nhìn đẹp nha. Ở dưới con bó hải châu kia cũng được 4-5 cây đó. Cả nhà thân mến, sáng hôm nay mình lại tiếp tục đi núi cả nhà. Thì hiện tại mình đang lên núi mình với ông anh, đây là Thiên Cành nha. Đây là núi của bộ đội này. Nên đây là cái danh trại quân đội. Đó, đây là cáp quan này, cáp hết lên này. Từ dưới chân núi mình đi lên này thì cũng khá là xa. Cáp quan rồi bắt qua núi luôn. Chung cái đầm à, đó là đầm. Đầm này là quân đội Đại Di mới thành mình này kìa. Giáp mấy xã luôn, thì là biển, xã chứ nó là biển. Mình này núi cũng vậy mà mình đi mình phất cái chứ không cái ngọn này rồi. Mình đang lên trên núi mình đi ông anh nữa. Chứ hôm nay thì mình không biết có gì không. Đây cả nhà. Mình lên gặp được cây đầu tiên này. Đó. Đẹp lát lượng quá chừng luôn. Núi gành bây giờ cây như thế này khó kiếp. Xót này, vô trong cái chỗ trong cái bờ rải người ta gặp được. Đó. Rất đẹp luôn, bóng. Nằm ở phần già nha. Mình xem góc đá. Góc này cỡ tầm 10-14. 12-14 cỡ 10-13. Góc này. Sót đẹp quá. Mình đào. Đây, đã lên rồi cả nhà. Đó, mình bỏ bầu luôn, vũ bầu luôn, tại vì mình không có lấy tàn riêng nha. Nó nằm ở trong cái đây thì mình lấy cái đồ lát thôi chứ mình không có lấy cái tàn riêng. Đó, cái tàn cái nhánh lá nó ra u ngoài kia. Mình chỉ lấy cái đồ lát cái đồ cong đó thôi. Đó, để nhìn đây. Đi lùng nữa đã. Nào mà nông lên nào ông chung được lùm được hai cây mini rất kiệt đẹp luôn. Cây không đẹp. Cây không đẹp, lá đẹp được đâu. Hai cây đá. Hai cây. Nhân á. À kéo xuống chút đường mà. Bẻ xuống cái cò đây. Bẻ xuống ngay tiền cò nó đẹp luôn. Cho cứng. Chụp ảnh bẻ xuống tới đây luôn, y bài luôn em. Nè để dài dài anh kéo cái viết xuống đó luôn. Còn để dài luôn. Ờ, nó cứ quay nhân viết xuống luôn. Chứ ngấp lên dài cái nó đẹp luôn. Nó nước tàn nữa nhiều chứ. Để dài tàn lúc này kéo xuống tới góc luôn. Kéo tới ngang lại thôi, ngấp lên lại đẹp như trời mới thấy Trung Quốc á. Bữa được hai cây á. Hơn. Quay cái đầm nó nhím. Đầm mà cái nha. Đầm cầu bà Đại Di á, cái núi xa nha. Quá xa luôn, nhưng mà mình quay khá xa luôn. Đẹp lên là nhìn xuống đẹp mà hôm nay trời nó có nắng nhưng mà mây nhiều nên cái màn hình nó cái khung hình nó không có được sáng nha cả nhà. Đợi mình chia sẻ cho cả nhà này. Có một loại sầm đá này, trái khá bự luôn nhưng mà trái nó không đẹp nha. Trái to nút nha cả nhà. Nó không có đẹp. Chùm. À. Chùm giờ là chín đêm. Sầm này thì trái nó không có đẹp nên mấy anh em chơi ít chuột. Sao cái con này trái to này, thường thường mấy cái kia trái nhỏ lắm. À, chắc cái này phải trống tốt. Đồ trái châm châm. Đồ trái. Trời ơi. Để mà bông nó cũng đẹp. Ờ, à, bông thì nó đẹp. Sầm thì coi nào cũng bông cũng đẹp đó. Trái sáu. Cái này trái sáu. Cái này thì hôm nay mình không có chọn nha. Nó rất là nhiều loại lắm. Đây, quả này mình đang rục vào bị trống này. Đó. Sót được cây hai châu thiệt đẹp luôn cả nha. Đã đẹp luôn. Gió quá. Đó anh em nội này cả nhà thấy không đó. Xa lắm nha. Thôi giờ dịch xà lét thì chúng ta lên tới đời được rồi. Này. Khá đẹp luôn. Giờ mình dọn hết ra nha. Quá trời luôn. Lâu lâu gặp được anh em này cũng sướng sướng. Đây cả nha. Đã lên luôn. Có co đẹp quá chừng luôn. Ôi trời. Cái này không cần gì đâu, chỉ cần đỡ ra chơi thôi. Lá đẹp không? Đã quá. Mấy cây này khó kiếm nha nha. Đây cả nhà anh em lục cũng khá là lâu luôn, không có gì hết.
đó, quay quay là phong cảnh đẹp không, bên này chỗ nào cũng nhìn toàn là nước không, bầu cái đầm này nước không. Đó, hai em sáng ngay lúc đây đó, nhìn đẹp nha, rất lượng và đẹp luôn. Thấy là những cái đá không được. Xin chào hết mọi người nha. Đây anh em mình lục hết cả cái núi này. Đó, bây giờ mới gặp được cái coi. Mọi người biết coi gì không? Thì ở mình thì kêu cái này là cái hạnh phúc. Cái này cho phong thủy. Nói chung mình đi núi khá lâu. Mới đi cái núi này mới gặp nó này. À, bông này bông vàng nha. Anh em mà muốn xem kỹ hoa mạch hoa của nó thì gọi trên mạng, để gọi lên mạng cái hạnh phúc là nó sẽ ra thôi. Ừ. Ồ, cái bông của nó dài lắm. Đây. Hoa ờ hoa này. Còn hoa chưa nở. Còn hoa anh mọi người, còn hoa chưa nở. Thấy cái hoa nó không biết, hoa nó màu vàng mà nó to lắm, nó bự lắm cả nha. Trái hả? Đấy, hoa nó màu vàng. Thì cái này đang nằm trong kẹt đá. Đó, anh em mình đang hoa màu vàng thiệt này cả nha. Đó, ông anh nào bút bông vàng á, bông vàng bông đỏ các đó nó tới mấy thì mấy loại mèo lắm này nằm đá cái rửa đó học cũng cũng á. Là anh em cùng kiếm ngưỡng coi hạnh phúc về cho phong thủy sưu tầm, giống như sưu tầm coi để cho mọi người. Nói chung coi này muốn sưu tầm cũng khó nha, nói chung đi núi như mấy anh em mình thì lâu lắm mới gặp ráo được cả nha. Nằm đá rửa đẹp quá chừng luôn, lấy không được. Không biết nó hạnh phúc không, không biết lá không được là không hạnh phúc nào. Anh em kỳ đấy giờ kỳ tiếng không hồ. Rễ đầm trong đây nè. Dưới chỗ nào em cũng chả biết. Đầm. Cắt hết cái bộ rễ hoài mình tưởng nó dễ lái, ai lái lên ai gì đâu nó. Không sụp sạch luôn sao? Không sụp sạch. Phải đi tìm cái khác. Ăn cái rễ. Đi mà ráng kệ nó trống trống chiều lên. Trống chiều lên là mừng gơ góp luôn, đúng hạnh phúc này. Đã đúng một hạnh phúc luôn á. Rửa tát. Trời ơi. Đó. Chưa sức cỡ kéo bứt gãy bỏ rủi nó liền nhanh lắm. Tát tát đây. Giữ giữ lại cái đây. Rồi rồi. Giữ đó nha, chọt đây. Giữ dần. Đây là đúng hạnh phúc này cả nhà. Chút. Đây. Chỉ một chiêu cái là lên liền, phải không lên thì thôi ai gì lên thiệt. Đó, trời ơi. Ui, chú. Đúng hạnh phúc luôn cả nhà. Văng bay văng đổ gì luôn. Coi ra thì nó liền dai nhanh lắm. Hôm nó nãy vô cái này. Nãy chặt cái hoài đây, vô sức bỏ nãy đây trong đây này. Còn cái rửa hỏi chuột, hỏi chuột của nó. Hôm nay thì bấy mạnh nó gãy chứ rửa mềm mà. Chưa. Cứ ngửa không ra cho ai gì con ra đẹp quá. Xô. Giờ cái gọt hết đi. Chột hết em tha kêu lại cái vô cái chỗ. Rồi. Để cắt đi. Sửa sửa đi. Hả? Cắt sửa đi nha. Phải đi. Dài giác được. Đây cả nha, ông anh về ông lấy cái cây tiếp theo. Ông lấy cái cụm củ cốt to luôn. À, mình lấy cả trên đá, ông lấy cây nằm mình. Dưới đá. Dưới đá. Để đá chết luôn. Ủa góc rửa to ra. Đá đây nhiều. Đá này nghe cái dịch dịch. Rửa cái này nó ăn xuống đất được nó thông. Coi nãy nó không ăn rửa được, nó kẹt đá. Coi sụp sạch rồi cả nha. Đó, anh em phụ đạo cũng khá lâu luôn. Ăn rửa thấy cũng sâu lắm nha. Coi còn rửa nữa. Coi này một giác đậm đà luôn. Đây vô cái chậu nữa hoa đẹp lắm. Chùm 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 hoa vàng như thế nha. À, mình lại phụ đạo ổng nữa đó. Đã lên ngay nha, quá chân nặng luôn. Lên rồi, đó. Kệ. Giờ mà đưa hết ra cái đám keo này nữa, cũng khá là xa. Không có lột vắng đèn nữa, vắng. Coi cầm bạch đàn không à. Vô kẹt cổ đi. 20, 50 kg không? 30 kg chứ không có năm đâu. Nếu để đất thì 50 kg. Xả đất bây giờ phải nhẹ không vô.
đó là cho vào giác cho nóng. Cái rừng này mà khiên cũng được, nó vô giác. Ui, ui, ui. Từ từ cái đầu rửa luôn mọi người. Tèo cho lật lên này. Để cho ở đây xuống dưới kia thì có ngõ bằng bằng ngồi tờ chứ. Thớ này không có thớ gì tụi em. Mình với ông anh đem xuống khỏi núi ra. Thay rửa không? Đó. Cắt bỏ bớt á, giờ mình chạp thay keo lại nha. Nói chung mình chỉnh sửa sơ nó. Ở trên rừng mình chỉ sửa phôi thôi. Nghe coi cũ. Chạp bọt hết lại nó bôm da liền. Này nó liền nhanh lắm. Rửa quá chừng. Rồi ông anh lấy cái cỡ ra. Dưới con bó hải châu kia cũng được 4-5 cây đó. Còn cây cái đã trồng lại cũng hết luôn à. Mọi người thấy cái cây này trồng thế nào hay nha, gọt sao nha. Mọi người đây bình luận ý cuối video nha. Để anh em mình sửa cho cái cây hoàn thiện hơn. Đó, nó đủ thứ để trồng á. Lật, trồng, nằm đủ đủ hết. Còn gì cứ một dáng đứng. Ừ. Quá đầy đa. Quá đầy xanh lắm mà. Đây, mình cũng xin kết thúc video luôn nha. Chúc gia đình mình xem video vui vẻ. Hẹn với video tiếp theo thôi.